gian của sân chơi vui cùng gốm sứ được trưng bày giống như một phòng tiệc, bữa tiệc của sắc màu. Những chén, những dĩa sẽ không còn trắng trơn đơn điệu, thay vào đó là được điểm trang, tô vẽ và úm ba la ra tác phẩm. Sân chơi vui cùng gốm sứ thì đã hoạt động được 10 năm nay rồi và ngày càng thu hút rất là đông các em đến đây tham gia. Ở đây thì có anh Phương là thợ làm gốm sứ ở đây. Anh Phương ơi, các bé thích và trang trí lên trên các sản phẩm nào ạ? Các bé, mấy bé về, mấy bé để lên bàn học để có thể là mình cắm viết hoặc là mình cắm một vài cái bông hoa vậy. Các bé thì có được trải nghiệm ngồi bàn xoay không anh? Cũng được. Trước hết là mình phải mường tượng nó trong đầu, khi đó cái tay mình uốn éo là theo cái suy nghĩ của mình mà mình làm. Mỗi lần mình chạm tay vô là nó đã là một cái mẫu khác. Mình làm cho mấy bé coi là một cục đất vậy, mình sẽ làm nhiều dáng lần nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Ở đây thì đang có hàng trăm bé đã đến với sân chơi vui cùng gốm sứ. Anh Hùng ơi, cho em hỏi là để mà trang trí trên một cái sản phẩm gốm thì mình có cái lưu ý gì không anh? Mình cần phải vẽ từng lớp mỏng để cho cái phần màu nó thấm từ vào trong cái gốm thì sản phẩm khi nung lên sản phẩm mới được đẹp. Ví dụ vẽ một cái hoa đi, mình sẽ nhấn nhất khoát một điểm, ví dụ như đây, giờ trên đây ha, giờ đây hoa, gọi là mình sẽ dùng kỹ thuật là cong bút, mình sẽ dùng những cái nét vậy nè để mình kéo, nhưng mà khi ra nung sản phẩm cũng rất là đẹp. Khoảng 40 đến 100 ngàn để nhận lấy một chiếc bình, ly, chén, dĩa, bút chì, cọ và màu, rồi tìm một góc miệt mài với những họa tiết hoa văn. Vừa là một góc riêng tư tuyệt vời, vừa có thể truyền tải cái nhìn ngây thơ của trẻ em và thổi hồn vào những chiếc bình, chiếc ly vô tri vô giác. Con vẽ một bức tranh theo chủ đề là trẻ con làng quê nô đùa chơi thả diều, vì con muốn thể hiện một cái cảnh trẻ em ở làng quê có cuộc sống thật là vui vẻ. Dạ, bức này tên là Quê hương em ngày mới. Một bạn là ở trên thành phố mới về, còn một bạn thì ở dưới đồng quê. Thế à? Thế hai bạn này có chơi thân với nhau không? Dạ có. Thế hả? Đẹp thật đấy. Vẽ trang trí xong, sản phẩm được thổi bóng rồi trải qua hai lần sấy, một lần nung ở nhiệt độ 1200 độ C trong khoảng 12 đến 14 giờ đồng hồ. Chúng ta sẽ được chứng kiến sự chuyển đổi màu trên men gốm sáng trong và kỳ diệu. Một sản phẩm gốm từ đầu đến cuối phải mất đến 15 ngày mới thực sự hoàn thiện. Như vậy là các cái sản phẩm của các bé sau khi vẽ xong thì là sẽ được gửi lại đây 2 ngày nữa thì mới có thể lấy ra. Ở đây thì cũng có những cái sản phẩm của những cái bé mà cũng đã đến tham dự sân chơi gốm sứ rồi nhưng mà chưa có tới lấy đó. Rất là xinh xắn dễ thương đúng không? Và Minh Anh thì tin chắc là ở đây thì không phải là chỉ có riêng trẻ con đâu mà kể cả người lớn cũng sẽ rất là thích thú khi mà tham dự cái sân chơi giải trí này.